Cường ơi, như vậy là quý ông cần một thời gian để họ lặng. Nhưng mà nếu như mà lặng biệt tâm, mà lặng không có thấy dấu vết như vậy thì cũng nguy hiểm đúng không anh? Anh nghĩ là không đến nỗi đâu. Thì đàn ông đã có gia đình này đi đâu nữa, bây giờ lặng xong họ trở về thôi em à. Yên tâm với chuyện đó đi. Nhưng mà anh nghĩ là đàn ông lặng nó tốt hơn là đàn ông nổi nóng chứ đúng không em? Dạ đúng rồi đó anh. Nếu như mà đàn ông nổi nóng với một cái lý do rất là vô lý thì càng nguy hiểm hơn nữa. Đúng vậy em à. Và chính vì vậy thì em có biết cách nào mà chữa trị khi mà người đàn ông đang nóng giận không? Em học hỏi kinh nghiệm của người khác chứ bản thân em thì chưa có kinh nghiệm. Em nghĩ là nếu như mà khi mà đàn ông mà nổi nóng á, thì phụ nữ sẽ pha một tách trà nóng để họ thưởng thức, để mà cơn nóng giận đó qua đi. Và Khánh biết không, uống trà đó không những làm cho phụ nữ đẹp hơn, trẻ hơn mà còn chống lão hóa nữa đó Khánh. Ủa? Anh Cường làm chuyên gia thẩm mỹ hồi nào vậy? Khánh nhớ là đâu phải là chuyên mục làm đẹp hay là sức khỏe gì đâu. Thì tại vì chương trình hôm nay đề cập tới vấn đề là uống trà đạo. Và để hiểu rõ hơn về trà đạo Việt Nam, xin mời quý vị theo chân người đẹp Trương Chi Trúc Diễm. Uống trà là một trong những nét văn hóa ẩm thực lâu đời của người dân Việt Nam. Với nhịp sống hối hả ngày nay, nhiều ý kiến cho rằng việc uống trà chỉ còn thích hợp với những người lớn tuổi, dùng chung trà để giết thời gian bên bạn bè bằng những câu chuyện kim cổ đông tây. Nhưng thực tế, nhiều bạn trẻ cũng bắt đầu tập thói quen uống trà và tìm hiểu về văn hóa thưởng thức trà bên cạnh những thú vui sôi động khác. Mình uống trà tới nay chắc cũng được 3 năm. Thì cái bản chất cái công việc của mình là công việc làm về kinh doanh, cho nên là khi mà uống trà thì nó cho mình quay trở về với lại cái bên trong cái con người thật của mình hơn, so với là cái cuộc sống hối hả và tương đối nhiều áp lực của cái ngành nghề của mình đang làm cách chung đó. Đối với những các bạn trẻ khác thì trà là một thức uống rất là khó uống, nhưng mà với em thì trà nó rất là ngon và nó giúp em lấy lại cân bằng cuộc sống, nó giúp cho em cảm thấy thoải mái dễ chịu khi mà uống trà. Sau những cái bộn bề cuộc sống, sau công việc, sau học hành thì trà là cái nơi mà em muốn tìm đến nhất. Không chỉ xem đây như là một sở thích sành điệu, nhấm nháp từng ngụm trà trong không gian trầm lắng còn là một cách để các bạn thư giãn tâm hồn giữa những bộn bề công việc và cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, thưởng thức trà là một trong những sở thích gần đây của Trúc Diễm. Tuy rằng sở thích này hơi chậm một chút xíu, nhưng mà Trúc Diễm nghĩ rằng đây cũng là một trong những thú vui rất là thú vị. Và Diễm hy vọng rằng hôm nay Trúc Diễm và các bạn sẽ cùng nhau khám phá về việc thưởng thức trà nhé. Một ngụm trà lài, có thể thấy là mùi hương của trà lài rất là thơm, tạo cho Trúc Diễm một cảm giác rất là dễ chịu. Và ngày hôm nay chúng ta ở đây để tìm hiểu về văn hóa trà và cũng như văn hóa uống trà của người Việt Nam chúng ta. Nào, giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Phú, chủ nhiệm câu lạc bộ trà đạo Việt Nam. Cách uống trà của người Việt Nam đó, thì đây mình đang nói về trà truyền thống ha. Dạ. Thì nó có hai cách chính. Cách thứ nhất đó là uống trà tươi. Và cách thứ hai là uống trà khô. Uống trà tươi á, thì ở miền nông thôn á, thì người ta pha chè ra, uống chè, ăn khoai luộc, hút thuốc lào mà mời cả làng đến cùng thưởng thức. Thì hiện nay ở cái vùng Nghệ An á, có một số cái làng người ta vẫn còn giữ được cái nét đó. Còn ở thành thị đó, người ta ra ngoài chợ, người ta mua khoảng 1-2 ngàn đồng chè tươi về rồi người ta hãm, bỏ vào tủ lạnh. Sau đó thì để uống cả ngày. Còn về trà khô thì được sử dụng phổ biến hơn. Lý do là nó có thể được để được lâu hơn. Như ngày xưa ông bà ta thường nói, miếng trầu là đầu câu chuyện, thì có thể uống với cái văn hóa uống trà của mình ở đây cũng là một cách để mà mình khởi đầu một cái cuộc giao lưu trò chuyện đúng không anh? Người Việt Nam thường không có uống trà một mình đâu, mà uống trà là phải uống với nhiều người, uống với người bạn, uống với nhiều người khác. Là cái trà là cái cớ để người ta gặp nhau. Đây có phải là một sự khác biệt giữa trà đạo Việt Nam, cách uống trà của người Việt Nam và Trung Quốc hay là Nhật Bản không anh? Về cả hình thức và về nội dung đều khác nhau. Là người Việt Nam là nhấn vào cái chữ hòa, có nghĩa là sự gặp gỡ,
nhấn vào sự giao lưu tình cảm. Còn người Nhật là nhấn vào chữ đạo, nghĩa là cái phương pháp để rèn luyện cái tính cách cho con người. Còn người Trung Hoa thì người ta nhấn vào chữ Mỹ, là cái nơi uống trà, là cái nơi để người ta có thể là biểu diễn các cái sự tinh tế, cái đẹp của họ. Diễm thấy rằng chữ hòa ở đây của người Việt Nam thì có nghĩa là sự dung hòa giữa thiên nhiên. Bởi vì ngày xưa thì Diễm thường nghe các cụ nói là phải ướp trà trong lá sen rồi đi ra hồ hứng sương để mà pha trà. Trên cái sự giao hòa với thiên nhiên là giao hòa giữa con người. Ông bố ngày mai có khách thì thường sẽ sai cô con gái đi ra ngoài hồ sen để bỏ trà vào trong cái bông hoa sen hàm tiếu. Thế sáng hôm sau thì cô mới ra, cô mới hái cái bông hoa sen đó rồi hứng sương đêm mà đọng trên lá sen để về pha trà. Mà cái cốt lõi của cái việc này là chứng tỏ cái sự hiếu khách của cái người chủ. Bây giờ thì Diễm rất là nóng lòng muốn thưởng thức cái hương vị trà sen đặc biệt mà chúng ta vừa nói tới. À, bây giờ anh mời em. Anh Phú ơi, em cảm thấy rất là ngon á. Tại vì á hả, khi mà mới đầu mình uống vô á, em cảm thấy nó hơi đắng. Nhưng mà sau đó thì lại một cảm giác ngọt và rất là thanh bình. Mà hồi nãy thì em thấy là trà nô pha trà thì rất là điệu nghệ. Và không biết là Trúc Diễm có thể học được cách pha trà này không vậy? Có nghĩa là em muốn hóa thân thành một trà nô đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy bây giờ anh sẽ chuẩn bị cho em một chút để hóa thân thật là giống trà nô nhé. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Trúc Diễm đang ở trong trang phục của một trà nô. Và ngay sau đây thì Trúc Diễm sẽ được dạy cách pha trà. Diễm rất là hồi hộp vì không biết là có khó hay không nữa. Khi pha trà thì người trà nô luôn phải giữ được cái sự thanh thản cho mình. Thì từ cái sự bình an của mình sẽ tỏa ra cái sức mạnh và quấn khí khác theo mình. Mình sẽ làm nóng ấm chén lên trước. Thì bây giờ mình sẽ mở cái nắp nồi đồng ra và múc nước đổ vào trong ấm rồi mình sẽ bắt đầu làm nóng ấm chén ha. Mình sẽ xoay cái ấm sẽ xoay trên tay để cho nước nó tráng đều cái thành ấm lên ha. Khi đã xoay từ 2 đến 3 vòng thì mình sẽ rót nước ra trong các cái chén để làm nóng chén. Đây là một cái bông hoa đã ướp trà từ phía bên trong. Chúng ta sẽ lật từng cánh sen ra cho đến khi mà Trúc Diễm thấy là trà phía bên trong đã lộ ra nhiều như thế này rồi. Thì mình sẽ dùng cái muỗng nhỏ này để gạt nhẹ trà vào trong ấm ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ múc một ít nước sôi bỏ vào trong ấm để đánh thức trà. Thì cái công đoạn mình sẽ làm nhanh hơn một chút. Đây cái công đoạn này chỉ để làm cho trà của mình nó dậy hương ha. Khi mà mình đã có một lượng nước trong ấm đủ rồi thì Trúc Diễm sẽ đậy nắp ấm lại. Và mình sẽ có một thao tác nữa là mình sẽ dùng rồi một gáo nước sôi lên phía trên nắp ấm. Thì đây sẽ là đây là cái công đoạn để làm cho ấm nóng từ phía bên ngoài. Bây giờ Trúc Diễm sẽ xoay cái ấm trà này và mình sẽ rót trà vào trong chuyên. Sau đó mới từ chuyên trà rót ra các chén. Chúng ta sẽ đặt chén trà lên trên lòng bàn tay như thế này. Đúng rồi, đặt lên trên lòng bàn tay để cho các mạch máu trong bàn tay cảm nhận được cái hơi ấm của chén trà. Và trước khi mà uống trà thì Trúc Diễm sẽ mình sẽ thưởng trà bằng cả năm giác quan. Mình sẽ quan sát cái chén trà, nhìn cái màu nước trà. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa chén trà nhẹ ngang qua mũi, mình thưởng cái hương thơm của trà. Như vậy là cái công đoạn pha trà của mình đã hoàn tất rồi đó Trúc Diễm. Hy vọng rằng là từ nay Trúc Diễm sẽ biết thêm một phong cách pha trà của người Việt Nam. Và cũng mong rằng là trà sẽ là cái khoảng lặng cho cuộc sống của Trúc Diễm để Trúc Diễm được tìm được sự bình an cho chính bản thân của mình trong cuộc sống. Nếu các bạn có cùng sở thích với Trúc Diễm thì đừng ngại ngùng và hãy cùng chia sẻ với chương trình Sức Sống Mới nhé.